Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh, trong tháng 7 năm 2023, Bình Thuận tiếp tục hấp dẫn đông đảo du khách đến nghỉ dưỡng tham quan, trong đó khách quốc tế vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng so với thời điểm tháng 6 cũng như cùng kỳ năm 2022. Tính riêng trong tháng 7, Bình Thuận đã thu hút thêm khoảng 847.000 lượt khách, tăng gần 63% so cùng kỳ. Tính chung từ đầu năm đến nay, du lịch Bình Thuận ước đón hơn 5,3 triệu lượt khách, tăng hơn 82% so cùng kỳ năm ngoái. Hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi động, cũng giúp doanh thu trong tháng này đạt hơn 2.100 tỷ đồng, góp phần đưa doanh thu qua 7 tháng ước đạt 13.448 tỷ đồng, tăng 2,1 lần so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, cũng ghi nhận sự tăng trưởng nhẹ của thị trường khách quốc tế, chủ yếu đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Đức. Đến nay, toàn tỉnh đón khoảng 133.500 lượt khách quốc tế, tăng 4 lần so với cùng kỳ năm 2022. Theo đánh giá của ngành du lịch, trong tháng 7, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh diễn ra khá nhộn nhịp, với đa số du khách đến từ các tỉnh thành phía Nam và đến vào tất cả các ngày trong tuần. Ngành du lịch kỳ vọng có thể hoàn thành chỉ tiêu đón khách trước tháng 12 nếu lượng khách quốc tế tăng trong mùa du khách quốc tế trú đông.